Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của mình. Mình là Quỳnh Nga, sinh viên khóa 3 của trường học EdX. Ngày hôm nay rất vui mừng khi được quay trở lại với các bạn để nói về những cái từ khóa tâm đắc nhất. Từ khóa ngày hôm nay mình muốn trao truyền các bạn đó chính là từ khóa ngang bướng. Đấy, thì từ khóa ngang bướng này là như thế nào? Nó là một cái tính cách của con người thể hiện ra sau bên trong, đúng không ạ? Thì tính cách này sẽ như thế nào, thể hiện ra ngoài như thế nào? Nó sẽ thể hiện ra là một con người ngang ngạnh và không muốn tiếp thu những cái ý kiến của người khác, làm theo ý kiến của mình và không suy nghĩ như là không nhìn xung quanh, nhìn nhận xung quanh xem là cái hành vi của mình đúng hay không và nó có thiết thực và có bị ảnh hưởng với người khác hay không, đúng không ạ? Nó có nghĩa là nó sẽ làm trực tiếp và chỉ chăm chăm làm những cái ý kiến mà mình cho nó là đúng và mình chỉ nghĩ nó là thực hiện được, và những cái hành vi của mình làm như thế thì sẽ dần dần khiến bản thân của mình không muốn nghe thêm bất kỳ ý kiến từ người khác nào nữa. Đấy, và nếu như chẳng may mà chúng ta sai lầm trong cái quá trình mà chúng ta làm việc như vậy, chúng ta làm theo những cái ý nghĩ của chúng ta như vậy, thì chúng ta sẽ ngay lập tức đổ lỗi theo cái hướng của người khác. Đấy, và cái tính ngang bướng của chúng ta cũng là một cái phần giúp chúng ta trở nên là ương hèn cũng như là đối xử bản thân quá là nhiều. Đấy, thì chúng ta cần phải hạn chế cái việc mà chúng ta ngang bướng đi và phải biết lắng nghe những ý kiến từ người khác và thu nhận những cái ý kiến đóng góp tích cực từ người khác theo một cái hướng đa chiều, đúng không ạ? Đấy là cái video mà mình muốn nói đến một cái chủ đề, đó chính là ngang bướng. Nếu mọi người thắc mắc thì hãy để xuống mình comment nhé. Mình sẽ vào và các bạn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.